Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ với cô tu nữ, xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả các âm thanh trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Dạ xin mời chị. Dạ Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ sư, con xin hành lễ với cô tu nữ, con kính kính chào cô chú học viên trong room. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sage kame cha ro be giri si karata te chan tali khe vi ma ne di pe ra te cha ga me ta ru anaga ha ne ge ha wa thom hi khe te phom ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga Ti thán ta san ti kế yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me sơ nán tu tham ma sa wa na ka lo a yam pa đán ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa đán ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa đán ta Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa bu thang sa ra nang ga cha mi tham mang sa ra nang ga cha mi sang khang sa ra nang ga cha mi du ti yam bi bu thang sa ra nang ga cha mi du ti yam bi tham mang sa ra nang ga cha mi du ti yam bi sang khang sa ra nang ga cha mi ta ti yam bi bu thang Saranaṅga ca mi tati yambe dhammaṃ saranaṅga ca mi tati yambe saṅkhaṃ saranaṅga ca mi iti viso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho vicacarana sampanno sukhato lokavido anuttaro Purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavā tinati me saranam anyam buddho me saranam kvaraṃ etena sacca vacchena hotu me jaya mangalaṃ uttamaṃ gena vandehaṃ Bada bang song wa ruta mang bua te yo kali to do so bua to kamatu tang ma mang. Soa ka to phagawata tham mo sandi ti ko akali ko ehi pasi ko opanayi ko pacha tang kwe. Tita po wen yo hi tina ti me saranang an yang tham mo me. Saranang guarang etena sacca vacchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehang dhamman ca duvidhang guarang dhamme yo kalito doso dhammo kammatutang mamang Sobatibanno bhagavato savaka sangho Sobatibanno bhagavato savaka sangho Nyayabatibanno bhagavato savaka sangho Samichibatibanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yogani atha purisa bhogala esa bhagavato savaka sangho ahunayo bahunayo dakinayo anchalikaraniyo anuttarang bunyakhetang lokasatinathime Saranang anyam sangkho me saranang guarang etena sacca vacchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehaṃ sangkhaṃ ca duvidhattamaṃ saṅkheyo kalito doso sangkho kammatutaṃ mamaṃ Vandami jeti yang sa pang sa patha ne sopati thi tang sa ri ri ka tha tu maha bodhi
Bồ Tát Rô Bang Sa Ca Lăng Sa Đăng Sam Bồ Thề A Tha Vi San Cha Đoa Đa San Cha Sa Ha Sa Kê Pan Cha Sa Ta Sa Ha San Ni Na Ma Mi Si Ra Sa A Hăng Tê Sang Tham Man Cha Sang Khan Cha Đa Rê Na Na Ma Mi Hăng Namaskara nu pha we na han tua sa pe upada we aneka antaraya pi we na san tua se sa to sambua the pan cha pan nha san cha cha tu we sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang Namaskaranu pha we na han tua sa pe upata we aneka antaraya pi we na san tua se sa to sambuthe na vuatara sa te atha jata li sa 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 ke we sa ti sa ta sa sa Ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha da re Na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han tua sa pe upa we aneka antaraya pi we na san tua se sa to sa pe purati ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe purati ma Ya anu di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe da khi na ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe da khi na ya anu di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe pa chi ma ya di sa ya sa ta A we ra su khi hon tu sa pe pa chi ma ya anu di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe o ta ra ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe o ta ra ya anu di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe o pa ri ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe Thế thì ma ya ni sa ya sa ta a we ra su khi hon tu sa pe sa ta a we ra hon tu su khi ta hon tu ni do kha hon tu ap ya pa cha hon tu ani kha hon tu ni kha yu ka hon tu a ro ga hon tu sam ba ti hi sa me chan tu su khi a ta nang Pariharantu dukkha patta cha niddukkha paya patta cha nipaya soka patta cha nisoka hontu sape bibani nu akasatha cha pommatha devana gamahitika Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu sa sa nàng a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ca ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nô ga rô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ca ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đi qua na cam ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đi qua na cam ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ca ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nô sa đa Y đăng qua ta nô bốn nhãn a sa wa ka ya wa hăng hô tu anagate ka lê À, thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dương mắt đến sư ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Hà Giá. Xin chào lớp. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số 11. Đó là phần sửa bài tập nâng cao. Giờ nhờ cô Ngọc Trân bốt cái bài tập nâng cao lên đi để lớp mỗi người chọn một câu để chúng ta sửa bài. Rồi sửa xong rồi báo sư sửa bài cho. Hay là mình đọc tí đi, đọc câu trước đi rồi sau đó mình sửa. Thì giơ tay lên đọc cái đi, tại ít nhất là đọc cũng giúp cho mình nhớ được gì đó một ít thì cũng đã. Giờ giơ tay lên đọc bài trước. Cô Trang có ai giơ tay lên mời đọc bài trước mình xem. Cô sư đọc trước hả? Các cô đọc luôn phải không sư? Rồi các cô giơ tay lên ạ. Dạ xin mời cô Kim Cúc. Dạ thưa cô, chưa mở mic. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Dịch Bali sang tiếng Việt. Siddhartha Raja Kumaro Cha Chano Nama Sarathi Cha Charitang Anuyun Chitung Phupatisma Okasang Yachayun. Câu số 2. Siddhartha Raja Kumaro Búp Bê Bích thi măng tan chá khá là ta si sành chá balita kê sành chá walita chan chá khang đa đằng tành chá mahala ka kang nolo kê giá. Câu số 3. Raja Kumaro chan nú patthakang uchitoa so Mahalako Abatito Ti Asanito Nang Wadi Chana Antoburang Bawisitung Sakatang Bachehiti. Câu số 4. Metta Chittancha Karuna Chittancha Abatikang Pasito Sapasata Sukhita Nidukha Hantu Ti Raja Kumarasa Hadayasmin Upa Upachung. Câu số 5. Mayang Maranasatin Pavai Yama Athuang Me Chivitang Thuang Me Ma Maranang Awasang Mare Maria Mi Tí. Từ xin xin hết. Dạ, xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Bạch sư con xin đọc bài. Chittata Raja Kumaro Cha Chano Nama Sarathi Cha Charitang Anu Yun Chitung Phu Patisma Ako Okasang Ya Chay Dung. Câu số 2. Chittattha Raja Kumaro Puppe Biết Thí Măng Tành Chá Khàn La Tá Si Sành Chá Bá Lít Tá Kê Sành Chá Quá Lít Tá Chành Chá Khàn Đá Đành Tành Chá Má hành lá cằn, nô lô cây giá, nô lô cây giá. Câu số 3. Ra chá cú ma rô chan núp, bát hà cằn, bố trí tòa, sô má lá cô, à bà thí tô tí,
Achanitoa nang wadi chana anto burang bawisitong sakatang bajehiti. Câu số 4. Metta chittancha karuna chittancha abathi kang basitoa sapasatta sukhita nidukha hontuti raja kumarasa hada yasmin uppa uppachung. Câu số 5. Mayang maranasat nasatin phá quầy già mà má phá quầy già má á thú quần mề chi quý tăng thù quần mề má ra nằng á quá xăng má rê già mi tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Sittattha raja kumaro cha tanno namma sarathi cha cha rít tăng anh muốn dùng chiếc tùng phu tá tích ma ô ca sang ra chay dùng. Câu số 2. Sittattha raja kumaro úp bề tích thí ma nam cha thanh hoa tá si sanh chá và lý tá phê sanh chá và lý tá chanh chá thanh đá đang tanh chá má hoa lá tăng ngô lô cây gá. Câu số 3. Gia chá phú ma rô chăn lú tắc tha tăng phúc chí tòa rô má hoa lá cô a bà thí tô tí a cha ní tòa năng quá đi chân ná anh tô phú răng và quý sứ tùng ta cát tăng ta chay hình tứ. Câu số 4. Nét ta chích tăng chá ca vú na chích tăng chá a ba thí căng ta tác sứ toa phát bá phát ta sứ thi ta nít đúc kha hồn tù tí tê tá phú khát xá hà đá giác niên út tắc chung. Câu số 5. Má răng má ra nát phá tìm phá quay ra má á thú quầm lê chi bí tăng thú quầm lê má ra năng á quắc xăng má dây ra ni tí. Và thưa sư con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro cha Channo Nama Sarathi cha Charitang Anu Anu Jin Chitung Pupa Upatisma Okasang Jache Sung. Câu số 2. Siddhartha Raja Kumaro Puppe Pithi Mantang cha Kha Khala Ta Si San cha Palita Ke San cha Walita Chan cha khăn đá đàn tàn chá má đá ono olo cây giá. Câu số 3. Ra chá kumaro chan nupat tha căng út chít toa so má hà lá cô a phà thí tổ tí a cha ni toa năng quá đi chan ná a tổ pú răng pá rí si tùng sa ká tăng pa 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 che hi tí. Câu số 4. Metta cittancha karu karuna cittancha apha thita thikan pasittoa sabbasatta sukhita nidukha hontu tí raja kumarasa hada jasmin uppachum. Câu số 5. Ma rằng mara nas xá tình phá quầy già má á hú hoàng mề chi quỳ tăng hú hoàng mề má rá năng á quá xăng má rầy già mì tí. Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Dạ có còn Phật tử nào muốn
đọc đúng không ạ? Dạ chị Tiên đọc, dạ xin mời chị Tiên đọc. Ủa, chân cho Tiên hỏi cái quyển này, quyển số mấy vậy? Số 2, số 1, nãy giờ Tiên. Cái này là 301, bài tập nâng cao á chị, bài 15. Chị Tiên có đọc không? Dạ thưa sư, xin đọc bài dịch và lưu sư tiếng Việt. Câu thứ nhất, chị tôi thế về fumero chế geno geno nem serati chế geritang enu enu chun chi tu obatiste obatikme okasang ye ye dùng. Câu số hai, chị ta thế về trái cung mê rô cúp về bí tí cúp tí mạnh tình ché khăn lê tế xì xanh ché bê lý tế kê xanh ché quê lý tế xanh ché khăn đế đành tình ché mê hình lê cần đồ lô về cây giá và số ba để trái cung mê rô cha nú bắt thà căng bút chi tòa sô mê hình lá tô à bà tí tô tí à trà ní tòa nâng dè quá đi mê hình lá cô quá đi chân ná anh tô bú răng bà quý chí tùng đất cái tăng bà trẻ hì tí có số 4 mít tè tân chá cá rú nè chí tân chá à bà tí cầm bác sĩ tòa đất bà sát tè chú khí tè nít chú khè quan tu tí để chơi cú mà rất dễ đã thấy rất mình không phát chung ở chung nằm mấy dân mà ra nó sẽ tin với quầy già má đã thu quần đã thu quần mời thì quý tầng thu quần mời mà ra nhìn ai quất rằng mời đấy má rầy về mười tí và thầy sư xin hết. Dạ có còn phần tưởng muốn đọc không ạ? Nếu thì nếu hết người đọc thì bây giờ mình làm sửa bài tập. Cô Bảo sửa câu. Có người sửa bài tập đi mà sửa bài tập. Dạ cô Bảo sửa câu 1 rồi đó. Dạ con xin sửa câu 5 ạ. Dạ chị Thủy sửa câu 5. Câu 2, 3, 4. Trân ơi, Tiên hỏi cái bài số 1 nhưng mà tập nguyên tre đó bài mấy vậy? Để bài 15 chị. Bài 15 hả? À, rồi rồi, cảm ơn.
Dạ còn câu 2, câu 3, câu 4 có cô nào sửa không ạ? Xin sửa câu 2 cho Trân. Dạ. Cô Trân ơi, cái quyển này tiên mới làm lại, mấy cô tô lại mà xe bài 15 không có bài tập nâng cao hả? Dạ, bài 15 cuốn 1 đó hả chị? Ờ. Có mà chị. Cuốn 1 mấy cô tô cuốn quyển lại là không có nè. Thì bây giờ không rê rồi mới hỏi em ấy chứ. Giờ lật ra cái tờ bài 15 cái... Có mà. Thôi bây giờ chị sửa trên này đi, tại thường là có đó. Chị có à, cô Trân có chia sẻ bài ở trên nhóm á cô? Cô có coi hả? Dạ, bữa con cô tô rồi, bốn quyển nè, bài 15. À, có rồi. Nãy giờ dở lộn qua cái quyển. Có rồi Trân ơi. Dạ. Dạ còn câu 3, câu 4. Cô sửa câu 3 nha Trân. Dạ. Con có thể viết giùm cô được không? Dạ được cô. Rồi con viết giùm cô nha. Dạ. Sau khi hỏi người hầu chăm má, và biết rõ người già bị bệnh, phải thái tử đã bảo trong ngoặc kép, Chana, này Chana, hãy đánh xe trở về cung. Hết, cảm ơn con. Trân thêm dùm chữ bà đang rộn đi Trân. Chữ câu 2 á. Câu cuối hay để chưa mừng. Cái nhân bà đang rộn á chị. Không phải, bà chữ bà đang rộn á câu cuối á. Thêm chữ bà vô. Ờ.
Thưa sư, 5 câu đã sửa xong rồi sư. À, bây giờ chúng ta quay phần bài tập. Câu số 1, Siddhartha Raja Kumaro cha Channo Nama Sarathi cha Charitang Anuyujitung. Phụ pati sma oka sang ya chi dung. Để đây có chủ từ đó là Siddhartha Raja Kumaro Channo Nama Sarathi, cho nên có động từ đến ya chi dung, oka sang ya chi dung là cùng động từ là xin phép thái tử và người đánh xe chân nát xin phép. Xin phép ai đó thì người đó sử dụng ở cách thứ năm. Để ở đây mình có phu và tiết mà xin cảm ai đó. Để làm gì thì mình dùng vị biến cách. Và là danh từ ở cách thứ tư. Ở đây người ta sử dụng vị biến cách. Cái này một cụm nó ha. Cha ý tăng anh như dương chi tùng. Em có câu đó là sau khi xin phép đức vua thái tử đi dạo cùng người đánh xe chanh nát. Lần sau dịch mình không hiểu. Câu này coi đâu có bất biến quá khứ phân từ đâu. Câu này nó có bất biến quá khứ phân từ sau khi mình chỉ có hai chủ từ. Làm dịch gì? Thái tử Siddhartha và người ấn xe chanh nát. Y dung ở đây thì gia chi dung, gia tí y dung là dạng khả năng cách. Thay tử tí tháo vào người đánh xe chanh nát, có thể, khả năng ở đây thì mình dùng có thể. Phải nên, nên xin phép với cô. Nên cũng được. Và có thể cũng được. Nhưng mà ở đây mình có thể nó hay hơn, có thể xin phép. Xin phép vua cha để đi dạo. Xin phép đức vua. Mở chữ vua cha này, xin phép đức vua. Để đi dạo và đó là câu câu hai. Siddhartha Raja Kumaro Puppe Patthi Man Tanja Kalata Say Sanja Palita Ke Sanja Valita Chanja Khanda Dan Tanja Mahalakang No lô cây giá. No lô cây giá. Ở đây có chủ từ đó là thái tử Siddhartha. Siddhartha là chủ từ. Động từ là ô lô cây giá. Mahalakang là từ. Dùng ở cách 2.
các từ còn lại thì nó là tính từ, còn poppe thì là tạm từ chỉ thời gian. Ở đây mình có thể dịch tạm từ chỉ thời gian trước, trước đây, à, trước đây. Thay từ sitatha là trước đây hả sư? À, trước đây hoặc trước kia cũng được. Thì có thể để hay là sai? Có thể dịch cho với động từ đi. À, trước đây có thể thái tử Siddhartha chưa nhìn thấy người già. Chưa nhìn thấy người già có linh, có linh, có linh còn linh công, tóc bạc, à, xin lỗi, Kalita xây xanh chắc là đầu hô hói đầu xói đầu là tóc bạc, da nhăn và răng rùng. Rồi được rồi, được rồi. Hoặc mình có thể thay trước đây cũng được. Trước đây thái tử Siddhartha có thể chưa nhìn thấy gì cũng được, hoặc là có thể trước gì cũng được, nhưng mà dịch sau thì nó hay hơn. Cái chữ có thể là dịch để phía sau thái tử Siddhartha. Tại nó là động từ, chứ có thể này làm dịch từ động từ khả năng cả. Cái n phải là viết tắt của chữ từ ná hả sư? Hả? Cái n phải lô kê giá, n phải là chữ ná đó phải không sư? Ở đây dịch đó chi bạc bạc không. Dạ dạ. Cô số 3 ra chắc của mà rô chăn nú quát thà càng quý chi toa so mahalapo apathito ti ajanitoa nang vadi channa anto purang pavisitung sakatang pajiti. Thì ở đây có chủ từ là gì? Chủ từ là rajakumaro, có bất biến quá khứ phân từ là kuchitoa, túc từ nó là channupathakang. Rồi mình có thêm cái bất biến quá khứ phân từ thứ hai, đó là ajanitoa. Nguyên cái chữ, nguyên cái câu so mahalako apatito thì nó giống như là cái túc từ của ajanitoa. Wadi là động từ chính ở trong câu, năng là túc từ. Rồi mình lại đó là cái câu đức chẳng. Thì ở đây mình sẽ dịch gì? Sau khi hỏi người hầu thanh nát và biết rõ người già bị bệnh, à, so mahalako, biết rõ đó là đi, à, thêm cái chữ đó là chỗ nào sư? Đó sư là kia. Người già bị bệnh biết rõ, xài cái dấu mà kép cái này đi. Dùng ông ấy cái dấu mà kép. Sao cái dấu ngoặc kép nó để là đó là, đúng không? Cái dấu ngoặc kép mới thêm nãy như chỗ biết rõ. Ở trên đó là người già bị bệnh, thái tử đã bảo này chanh á, hãy đến xem về trở về cung. À, này giúp ngọn cũng hay.
hãy đánh xe vào bằng cung ha. Để ở đây người ta sử dụng có viết xe cung vào cung cũng được, nhưng sẽ sử dụng chữ vào ha. Rồi câu số 4. Metta cittaṃ ca karuṇā cittaṃ ca āpādhikaṃ pasitvā sabbasattā sukhitā niduddhā hototi rajakumārassa hadiyasmin upacittum. Ở đây mình có chủ từ đó là metta cittaṃ ca và karuṇā cittaṃ ca, cho nên mình có động từ là upacittum. Suy nghĩ upacittum mình có bật đi quá khứ phần từ là pasitwa, apatikang là tục từ của nó, upacittum thì trước nó thì dùng với cách thứ bảy. Ai có dùng cách thứ sáu. Ở đây mình dịch bất biến quá khứ phân tử trước, tức là sau khi thấy người bệnh, tâm từ và tâm bi đã sanh lên. Em chỉ đã đi tâm từ bi đã sanh lên trong tâm của thái tử. Con tâm của thái tử rằng, em chỉ rằng đi về cho nó nghe, mong cho tất cả chúng sanh sapasata sukhita nidukha hoti, mong cho tất cả chúng sanh được an vui, an vui. Vui và không nào khổ. Rồi chữ nít đúc kha này là tiếp đồng ứ này, tức là lìa từ đau khổ, cho nên dịch thật ra dịch là thoát khỏi sự đau khổ thì nó hay hơn, nhưng là không thì nó không hay, nó thoát khỏi sự đau khổ. Thì sửa là thoát khỏi sự đau khổ không sao? Ừ. Rồi câu số 5. Mayang marna satting Hawiyama Athu văn mê chi bi tăng thu văn mê mát năng áo vát sang mê gia áo vát sang mê gia mê tí. Chúng ta có thể tu tập quán sự chết như thế này. Mạng sống của ta không có chữ chắc chắn, mạng sống của ta là vô thường. À, thú quăng là vô thường ha? Chứ không phải là chắc chắn. Mạng sống của ta là vô thường. Mạng sống của ta là vô thường. Đó là chi biết tăng, nó là chủ từ. Sự chết là thường. Sự chết chính. Sự chết của ta
của ta là thường. Ta chắc chắn phải chết. Phải cái cho nó đi. Áo xăng ở đây miệng nó là chắc chắn. À. Rồi chúng ta sửa 5 câu bài tập tiếng Việt đi. Bây giờ sửa tiếp 5 câu Việt sang Bali. Dạ, bạch sư, vậy câu 5 thì đúng như là cái câu 5 bên cạnh thì chắc không phải sửa nữa đúng không? Gì? Câu 5 của dịch tiếng Việt ra Bali thì giống như câu 5 của Bali sang tiếng Việt ạ. Dễ hả? Khác chị, khác. Không, khác chị, khác. Dạ. Không có giống. À, dạ. Thưa sư, xin sửa câu số 1. Yeah. Có còn câu nào sửa câu nào nữa không? 2, 3, 4, 5. Con xin sửa câu 5 ạ, thêm một. Dạ. Còn câu 2, 3, 4. Ủa, mẹ có đánh trong này đâu, con tìm mẹ mở rồi, nó mất tiêu, con tìm mẹ ơi cách. Tìm người con rút qua. Gì mà? Bài số 15 mẹ đánh này xong rồi con mất tiêu rồi nó. Có bên câu nào qua? Bài 72, bài 12, lẽ bài 1 mà xóa đã mất ra. Có bài 1. Được không? Có hai cái nè. Đúng rồi, đó là bài 1. Giờ mình lấy câu nào? Câu 1. Lấy câu có phải không? Từ thứ ba đó tôi đi vào trong phân phi. Không, bài thứ ba cho say. Cái này là có cho say nó được. Ừ, cái này là nó dịch gì người ta. Bài dịch lắm. Thank you.
Chị chưa có người làm con hai phải không Trân? Được chưa? Yeah. Con viết mẹ nha. Viết mẹ câu này con viết cho nhanh, viết chậm. Chưa xây như vậy cái này dùng tốt từ ha, cái này chủ từ vậy. Tình bạn cho xây một cái lâu đài cho tử. Chiều Hoa làm câu 5 vậy còn câu 3, câu 4 ai làm không ạ? Này là dùng tốt từ hay là chủ từ? Cho xây, xây những lâu đài nè, cho xây nè, ba cho xây là cái đây xây nè, nè những lâu đài nè, một trong hai chữ này dùng chữ nào cũng được. Cho xây đi, cho xây những lâu đài thì cái này dùng tốt từ hay chủ này? Cái Rambo, Rambo là chủ từ rồi. Cái này cho thái tử rồi mà, cho Rambo đây chứ, Su Rambo với Rambo nữa. Tên mà, cái lâu đài tên. Ba cái lâu đài nè, Rambo, Su Rambo, Suppo, ba cái lâu đài á. Cho thái tử. Vậy chắc này chủ từ. Bỏ một chữ rồi sao dùng hai chữ vậy? Con viết hai chữ vậy? Cách một không hai chữ vi mane và ba sa đê không chứ hai chữ vậy? Thì bỏ bốn chữ. Những cái vimane
Cát Khánh ơi, Cát Khánh sửa lại giúp mình mấy cái chữ M chấm dưới giúp với. Cảm ơn. Thế còn câu 3, câu 4. Các Khánh ơi, hình như xem, hình như mình bị thừa một cái là ta chắc chắn sẽ phải chết. Mình thừa một cái đoạn đó. Xem sửa để biết. Vậy giờ bỏ chữ A-hăng này phải không chị? Chị muốn bỏ đoạn nào chị? Chị Diêu Thị muốn bỏ đoạn này hả chị? Hình như đoạn đó bị thừa hay sao phải Ngọc Trân? Đúng rồi, đoạn đấy bị thừa. Dạ, dạ, dạ em sáng hả? Dạ, dạ, đúng rồi. Cảm ơn.
Thưa sư, con câu đã sửa xong rồi sư. Rồi chúng ta sửa bài ha. Đức vua Tần Phạn cho xây những tòa lâu đài Ramma, Suramma và Puppa, Asupa cho thái tử. Ở đây có Đức vua Tần Phạn là chủ từ, đã cho xây là động từ, những lâu đài là túc từ, cho thái tử là cách thứ tư. Tìm có gì xuất thủ đó nó ra cha đức vua tịnh phạn kari xin cho xây tòa lâu đài là pa sa đê, bỏ một chữ đi, nếu mà sử dụng pa sa đê rồi thì bỏ bí ma nê đi. Lấy gì thổ tốt bỏ rồi trắng bỏ. Cho cuối năm sử dụng cái chữ cha tí, xúc khô cha tí. Cha tí, thêm chữ tí. Để thêm, đúng rồi. Xúc khô cha tí, tức là cho xây những tòa lâu đài tên là Ramma, Suramma và Supha cho thái tử. Bỏ chữ ô hết đi, xài lại xin lỗi gì được rồi, tính là tiếng Việt đi. Thưa sư, vậy có dùng Nam Á, thưa sư nếu mà dùng cha tí là có dùng Nam Á. Thêm đi, bỏ vô phẩy ra đi. Bỏ vô phẩy này hả sư? Thêm chữ chá. Ủa râm mô chứ phải râm măng hả sư? Râm mô. Alo. Ủa thưa sư, vậy có dùng chữ Nam Á không thưa sư? Nếu mà dùng cha tí là khỏi hả? Khỏi. Tại Ba Sa Đê rồi. Rồi câu số 2. Thái tử Sĩ Đạt Ta đã nhìn thấy người già và người bệnh trên con đường lớn và đẹp để đi dạo. Có thái tử là chủ từ, đã nhìn thấy là động từ, người già và người bệnh là túc từ, trên con đường mình sử dụng định sở cát. Có thái tử Sĩ Đạt Ta đã nhìn thấy người già và người bệnh Mahalakanh chát Pathikang chát bệnh trên con đường, trên con đường mắc ghê, trên con đường lớn Mahante Dasaniye lớn đẹp để đi dạo Charitang Anhung Chitung. Rồi được rồi, câu số 3 đi. Như này là trường âm phong cha đi tăng à. À, câu số 3. Có thể trước đây thái tử chưa từng nhìn thấy người già bị bệnh nặng đau khổ. Không phải sử dụng cái động từ olokiya như tại bài này, như là sử dụng khả năng cách olokiya thì bỏ chữ sakka đi. Thank you.
Có thể trước đây Thái tử chưa từng nhìn thấy người già bị bệnh nặng đau khổ, nhìn thấy người già bị bệnh nặng đau khổ đúc khăn, chữ đúc khăn đi, đúc khi hả, đúc khiên cũng được, cái gì cũng được, đúc khiên cũng được. Rồi câu số 4. Sau khi nhìn thấy sự rên rỉ của người bệnh, Thái tử chán nản với đời sống gia đình. Vasistha nhìn thấy sự rên rỉ của người bệnh. Apatikasa parewe paredevitan, sự rên rỉ của người bệnh. Thái tử nhàm chán với đời sống gia đình. Agarang accha vasante nipicchati, nhàm chán. Em dùng đối cách được rồi, tại trong tiếng Việt mình xài như vậy nó dùng đối cách là được rồi. Acha wasan tan hả? Acha wasati wasati, nó có ý động từ nữa làm sao vậy? Agarang wasante. Coi tư sư cơ xem cái từ vựng đây, cái đó làm sao rồi? Từ. Ông qua khỏi rồi, nếu mà tại từ vựng nó ở đầu mà, ăn ca răng là nó ở đầu. Agarang accha vasati hả? Nó hơi với động từ cũng vậy, chúng ta quên mất rồi. Sử dụng lại sư cây trở lên lại đi. Ai chào quá sớt tí, đúng rồi, nhàm chán. Ai chào quá sớt tung đi. Quá sớt tung hả? Đâu rồi, câu nào hồi nãy? Câu 4 mà sư. Acha wasitum. Wasitum. Nhàm chán. Đối với việc sống ở tại gia đình. Nếu mà đời sống gia đình dùng cái hiếp, cái hiếp pha quăng, được không thưa sư? Nhàm chán với đời sống gia đình. Cái đời sống gia đình mà nó phải là từ bỏ gia đình mà. Là cái từ mà ga răng sống tại gia đình. Ghi pha quang ni bát chất ni bát chí. Ghi pha quang đi, dùng ghi pha quang đi. Đấy, bỏ cái cụm đó đi. Ni bát chí chứ không phải là ni bát chí. Từ gì? Nếu bây giờ là đời sống gia đình. Ghi pha quang, ghi hí. Bỏ chữ đó cái đi rồi tính không? Rồi ghi hí pha quan. Bác sĩ ta rồi, giờ tới chị
Ghi hi pha quan. Ghi. Đó để đó đi động từ đó để đó đi. Pha quan. Rồi. Nipachi. Nipachi. Chữ bê bò. Phải chữ đó không? Bê bò. Nipachi đâu phải chữ đó. Chân bê bò. Rồi. Là chữ hồi nãy mà em đấm. Paride quan nặng. Paride quan nặng. Paride quan nặng hả? Sửa đó luôn cho trở thành danh từ. Rồi câu số 5. Chúng ta có thể tu tập quán sự chết như thế này. Mạng sống của ta vô thường, sự chết của ta là thường. Mạng giang mạc nát sắp tình hòa vị giá áp thu văn mê chi vi tăng thu văn mê mạc năng. Mạng sống của ta là vô thường, áp quang mê chi vi tăng, sự chết của ta là thường. Thu quang mê mát năng, bỏ chữ áo quá xăng Maria mát đi, dùng chữ hô tí được nên sẽ đem động từ hô tí tí. Từ nào sơ câu cuối bỏ chữ áo quá xăng. Áo quá xăng với Maria mí. Bỏ này thôi hả sơ? Hết luôn. Bỏ động từ đó. Hết luôn, cái hết luôn. Chúng ta thường. Vậy là phải thêm một từ vô mới được. Hô tí tí đi. Xài động từ hô tí tí. Hay thôi bỏ động từ đi. Đi cái chỗ đó để marnan tí. Chữ mắt năng đã sửa lại mắt năng tí. Năng. Chế mà thành chữ A. Rồi viết chữ đi. Chăm gọn. Rồi. Nhưng mà nếu mà để hô ti tí vẫn được đúng không sư? À, đây sửa lại cái mắt năng. Động từ luôn thử. Như là mắt năng tí là động từ luôn không sư? Không, hình như hô tí tí hải sư hả? À, khỏi, tại cái câu trước nó cũng không có động từ, câu ơ hả, mình không xài hết, thêm phải thêm câu trước nữa. Nhưng mà nếu mà có đúng động từ thì là hô tí đúng không sư? Tại cái câu này là câu có ở trong kinh cho nên mình thêm nó không giống câu ở trong kinh thì nó kỳ. Dạ, nó nặng tí là động từ luôn. Rồi tại vì còn có mấy phút nữa mà học bài mới cũng không được gì, bây giờ nghỉ sớm đi. Rồi mày cũng căng cầm lên dạ. Dạ buổi kết thúc, chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Dạ xin mời cô. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân Tăng. Con thành kính đảnh lễ sư. Hôm nay con xin hồi hướng. Akasatha chaphama tha devanaga mahithika buôn nhang no anumodan tu chi rằng tham tu sa sa năng
Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitthika Bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác thần tu nô gà rô. Kà sa tha cha phâm ma tha đệ va na ga. Ma hít thi ca bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác thần tu nhà ta vô. A kà sa tha cha phâm ma tha đệ va na ga. Ma hít thi ca bụn nhân nô anu mô đàn tu chi răng. Akam tu ba ni no akasattha cha phum mattha devanaga mahittika bun nhân no anumodan tu chi rằng akam tu no sada idang vatano bun nhân asavaya vaham ho tu anagate kale. Dạ con kính đảnh lễ sư, con kính tri ân sư ạ. Xin chào lớp. Sa thú. Dạ kính mời quý vị lớp Bali vào lớp Bali 1 vào ngày thứ 6 hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe, tiến hóa trong đạo pháp và cả lớp. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học. Chào cả lớp. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con chào cả lớp ạ. Con kính tri ân sư ạ. Xin chào cả lớp. Xin mời lớp nghỉ. Con kính tri ân sư ạ.